Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Việt Nam có chi phí sống rẻ nhất trên thế giới. Hãng nghiên cứu EIU vừa đưa ra bản thống kê năm 2019 về chi phí sống dành cho người nước ngoài tại các thành phố trên thế giới thông qua cuộc khảo sát 334 thành phố trên toàn cầu. Theo EIU, những thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất trên thế giới là Hamilton Bermuda, Grand Cayman, quần đảo Cayman và Mountain View, California, Mỹ lần lượt xếp top 3 thế giới. Thấp nhất trên thế giới là thành phố Rosario, Argentina, xếp hạng 334. Tại khu vực châu Á, bảng xếp hạng gọi tên 3 thành phố là Hồng Kông có mức sống đắt đỏ nhất, kế tiếp là Tokyo, Nhật Bản và Singapore. Ở phạm vi thế giới thì Hồng Kông xếp thứ 12, Tokyo thứ 22 và Singapore là 32. Để có bảng xếp hạng này, EIU đã so sánh giá 400 mặt hàng của 160 sản phẩm và dịch vụ như thực phẩm, đồ uống, quần áo, đồ dùng gia đình, các mặt hàng chăm sóc cá nhân, chi phí học hành. EIU cho rằng nhiều thành phố châu Á có mức sống khá đắt đỏ, nhưng cũng nhiều thành phố có chi phí sống rất rẻ như Bangalore, Chennai and New Delhi hay Karachi. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt xếp thứ hạng 286 và 313 trên thế giới. Riêng khu vực châu Á thì thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 16 và Hà Nội là 24. Một so sánh giữa mức sống thành phố Hồ Chí Minh và Singapore cho thấy Singapore có mức sống đắt đỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh là 137%. Cụ thể, thực phẩm cao hơn 104%, nhà 190%, quần áo 21%, vận chuyển 127%, giải trí 175%. International, một mạng lưới người nước ngoài làm việc và sinh sống tại các quốc gia trên thế giới hồi năm 2017, cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát với sự tham gia của 12.519 người thuộc 166 quốc tịch đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài tại 188 quốc gia. Kết quả khảo sát đưa ra trong báo cáo cho thấy Việt Nam xếp ở vị trí có chi phí sinh hoạt rẻ nhất đối với người nước ngoài. 93% người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam được hỏi nói họ có đủ hoặc nhiều tiền hơn số tiền mà họ cần để trang trải cuộc sống. Để thực hiện chỉ số trên, International tính chi phí trung bình của việc thuê căn hộ một phòng ở khu vực trung tâm, tiền điện nước, chi phí đi lại, giá một cốc cà phê cappuccino, giá một cốc bia. Tất cả chi phí được tính bằng đồng USD ở thời điểm tháng 9 năm 2017 và được so sánh với chi phí sinh hoạt đối với nước ngoài ở Mỹ. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Ông bố đi ăn cỗ nhét tôm túi quần để phần cho con và câu chuyện rơi nước mắt. Tuổi thơ của không ít người từng ngong đứng ngong ngồi bố mẹ đi ăn cỗ đem phần về. Hình ảnh ông bố đi ăn cỗ lấy phần về cho con gây bão dân mạng. Hình ảnh chiếc túi bóng đỏ đựng tôm cột vào thắt lưng ông bố đi ăn cỗ lấy phần về cho con gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng. Chẳng cần gì lớn lao, chỉ một góc ảnh nhỏ cũng gợi lên ký ức tốt đẹp của nhiều người. Với nhiều vùng quê, đi ăn cỗ lấy phần là một phong tục. Những người đại diện cho gia đình đi ăn cỗ thường nghĩ đến con cháu ở nhà bởi có miếng ngon, chẳng ai lỡ ăn một mình. Với đứa trẻ được phần cỗ ấy, đôi khi đó không chỉ là miếng ngon mà còn cảm nhận được tình yêu thương ông bà, cha mẹ dành cho mình. Khánh Hằng chia sẻ, thuở nhỏ, hễ thấy ông bà sắp đi ăn cỗ là cô lại mừng rỡ, ngóng trông bởi biết chắc sẽ có phần đem về. Cỗ quê thời xưa chẳng mấy thịnh soạn, phần đem về đôi khi chỉ là nắm xôi nhỏ với vài miếng thịt lợn luộc, cô cũng cảm thấy rất ngon miệng. Đến giờ đã 25 tuổi, Khánh Hằng vẫn được ông bà lấy phần mỗi khi đi ăn cỗ. Thuở nhỏ nhìn gói phần thấy ngon, nhưng bây giờ cô lại thấy thương, bởi cuộc sống chẳng thiếu thốn thứ gì, nhưng ông bà vẫn giữ thói quen gói ghém đem về cho con cháu. Nhiều khi đi ăn cỗ, ông bà cố tình không ăn để có phần đem về nhà. Ví dụ như mâm cỗ có 12 con tôm, bà lại đem về những 2 con thì hết phần mình rồi còn gì nữa. Bao lần mình bảo, bà đi ăn cỗ cứ ăn no đi, cái gì thừa hãy đem về cho cháu, mà bà vẫn không nghe. Ít xôi thịt, khi thì gói trong cái khăn mùi xoa, khi thì gói vào túi đựng giấy ăn mà thương ông bà quá đỗi.
Hằng chia sẻ. Phạm Hương thì hay được bố lấy phần, khi còn nhỏ cô xem đó là chuyện thường tình, bởi lần nào cũng vậy, cứ đi đám cưới, đám giỗ hay đám khánh thành nhà về là bố đều dúi vào tay cô bọc nhỏ đồ ăn, đôi khi chỉ là quả trứng hay miếng giò, cô cũng đều rất thích. Lớn lên rồi, Hương mới biết thế nào là tình thương của bố khi nhìn những gói phần. Đàn ông đi đám cưới thường có chén rượu, cốc bia với người ngồi cùng mâm. Cô không hiểu bố mình tranh thủ lấy phần vào lúc nào khi mâm cỗ toàn đàn ông như thế. Có lần mình cầm túi phần mà ngây thơ hỏi, toàn các ông, các chú ở đó, bố lấy thức ăn kiểu gì? Bố mình chỉ cười gượng chứ không nói gì. Kể từ đó về sau, mỗi khi đem phần về bố đều bảo, cô Hạo, bác Hoa, lấy sao đấy, ăn đi. Mình hối hận vô cùng và càng thương bố hơn bao giờ hết, Hương kể lại. Phần cỗ hữu thọ được mẹ lấy cho mỗi khi đi đám đều rất đặc biệt, đó là lon nước ngọt. Khi xưa, mỗi khi đòi mua nước ngọt, anh thường bị mẹ giày la là thói quen xấu hại sức khỏe. Thế nhưng, hễ đi ăn cỗ về, anh đều được mẹ cho một lon nước và hoàn toàn không hề nhắc đến chuyện sức khỏe trước đó. Hữu thọ cũng biết, lon nước đó là phần của mỗi người trong mâm, mẹ anh cố tình không uống để dành cho con. Đến giờ khi đã ngoài 30 tuổi, anh vẫn được mẹ đưa cho lon nước ngọt mỗi khi đám cỗ về. Đôi khi mình trêu, mẹ sợ nước độc hại nên cho con đấy hả? Mẹ lại giả vờ mắng, vẽ chuyện, uống ít không sao. Mình biết ngày xưa mẹ không có tiền mua nước ngọt, chứ chẳng phải sợ nó độc hại gì. Hữu Thọ chia sẻ. Câu chuyện đi ăn cỗ lấy phần vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều. Nhiều người phán xét hành động này là vô duyên, mất lịch sự. Có người còn mỉa mai. Mâm cỗ 6 người mà 5 người lấy phần bỏ túi, thì mâm cỗ còn gì để ăn nữa, thật không biết nghĩ gì. Tuy nhiên, đa phần đều cho rằng đó chỉ là đánh giá phiến diện. Đối với chuyện đi ăn cỗ lấy phần nên nhìn ở góc độ phong tục và có cái nhìn tích cực hơn. Hoàng Bích cho rằng phần cỗ lấy về không chỉ là miếng ăn mà còn là tình yêu thương ông bà cha mẹ dành cho con cháu. Hơn nữa, đó là tục lệ của nhiều nơi. Người đi ăn cỗ chỉ ăn cơm, canh, rau xào, còn những thứ như tôm, cua, gà thường để riêng và chia phần đều cho từng người. Ở quê mình, chủ nhà còn để sẵn túi bóng ở mâm cho mọi người có cái đựng đồ. Nhà bếp chủ động sắp cỗ có hai phần là những món nóng và món nguội. Thường người đi ăn cỗ chỉ ăn món nóng, còn món nguội như xôi, gà, giò, tôm, thịt thì để dành chia nhau đem về cho con cháu. Thế là miếng ngon cả nhà ai cũng được ăn, Bích nói. Phương Thu nói mỗi người con nên cảm thấy hạnh phúc khi có người cha, người mẹ giàu tình yêu thương như vậy thay vì chế giễu hay cười cợt. Cuộc sống là thế, có miếng ngon cha mẹ đều nhớ đến con cái, có gì đâu mà bàn luận. Bố mình đây, đi ăn cỗ về khi nào cũng phải có quả trứng lộn, miếng giò cho ba đứa con, mà không phải đút vào túi cẩn thận đâu, toàn lôi từ túi quần ra, Thu chia sẻ. Ngọc Đích cho rằng, với việc khách đi ăn cỗ lấy phần, thì ngay cả gia chủ cũng hết mực ủng hộ. Bởi lẽ, cỗ đã nấu chín, nếu không có người ăn giúp, thì vừa lãng phí vừa mất công dọn dẹp. Việc lấy phần cỗ thừa trên mâm cũng không hề khiến chủ nhà phát sinh thêm chi phí cỗ bàn. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiễn bạn thân khác giới 7 năm đi lấy chồng, thanh niên hết khóc ở hôn lễ, lại về nhà trùm chăn khóc tiếp. Trong khoảnh khắc chụp ảnh với cô bạn thân khác giới tại hôn lễ và tiễn nàng về nhà chồng, chàng trai này và cô dâu đã ôm nhau khóc nức nở trước mặt mọi người. Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ một hình ảnh cô dâu nghẹn ngào khóc trong đám cưới khi chụp hình chung với một chàng trai lạ. Tuy nhiên, theo lời tâm sự của chủ nhân những bức hình, cũng chính là chàng trai trong ảnh thì hai người là bạn thân 7 năm với nhau chứ không hề có gian tình gì cả. Theo lời chia sẻ của anh bạn thân, hai người đã chơi với nhau được 7 năm, tất cả mọi người đều biết cả hai thân nhau đến mức nào. Hôm đưa tiễn bạn thân về nhà chồng, anh chàng có chút buồn nhưng vẫn mong bạn được hạnh phúc. Thế nhưng đến lúc anh chàng chụp hình cùng cô dâu, nàng vừa thấy mặt anh bạn thân thì đột nhiên mếu máo rồi khóc nức nở, khiến thanh niên này cũng khóc theo. Về tới nhà vẫn chưa nguôi nỗi buồn, chàng trai này lại tiếp tục khóc đến tận nửa đêm khi nhìn thấy ảnh cưới của cô bạn thân 7 năm. Theo lời kể của anh chàng, cả hai gần nhà nên vẫn có thể cùng nhau đi chơi. Mặt khác, anh chàng cũng đính chính thêm là chính anh đã tác hợp cho bạn thân và chồng cô ấy nên không có chuyện gian tình giữa cả hai.
Anh khóc đơn giản vì có chút xúc động khi bạn thân lấy chồng mà thôi. Câu chuyện của anh chàng đã chứng minh một điều rằng tình bạn giữa nam và nữ hoàn toàn tồn tại. Chính vì tình bạn khác giới đầy kỳ diệu này, ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngoài những lời chúc phúc cho cô dâu, còn có rất nhiều người dành sự ngưỡng mộ cho tình bạn khác giới 7 năm ấy. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.